Chào mọi người, hôm nay là thứ bảy và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những hoạt động của mình, những hoạt động về coding của mình trong ngày cuối tuần là như thế nào. Thì như mọi người biết là mình đang có một job full time 9 to 5, nhưng mà cũng không hoàn toàn là full time, tại vì mình đang làm hơi lệch giờ so với 9 to 5 một chút, vì làm khách hàng trực tiếp với lại nước ngoài. Và mình có những cái project cá nhân nhỏ. Và mình gần đây mình có nghe một cái khái niệm là chuyển làm việc từ 9 to 5 thành 24/7, tức là chuyển làm việc từ giờ hành chính sang làm tất cả các ngày trong tuần và tất cả các giờ. Thì để tránh lan man cho cái video ngắn này thì mình sẽ không nói về chủ đề đó mà mình sẽ dành cho một video dài hơn. Ở trong video ngày hôm nay, cụ thể là bây giờ, thì mình sẽ muốn đề cập tới vấn đề một cái project mà mình làm lúc rảnh rỗi. Và với cái project này mình cũng có kỳ vọng là nó sẽ triển khai được nhiều hơn, và nó cũng là một cái project mà một data engineer hoặc là một data platform hoặc là platform engineer có thể học và tìm hiểu. Và đây cũng là cái project mà mình cũng vừa học và vừa xây dựng, tại vì kiến thức nền tảng là chung nhưng mà với những kiến thức đặc thù thì sẽ có những cái khái niệm và những cái thứ đặc thù hơn, cho nên là khi mà tìm hiểu một công nghệ nào mới thì mình cũng dành thời gian để mà mình tìm hiểu về cái công nghệ đó trước, và từ đó mình vận dụng những kiến thức nền, những kiến thức cơ bản để mà mình có thể triển khai được một cái project như ý của mình. Thì tạm gọi cái project này mình gọi là một cái data post. Thì cái project này thì nhìn các bạn có thể nhìn ở trên cái hình này, description này, thì nó cũng khá là đơn giản, nó chỉ gồm những cái và một phần và có những cái service nằm ở đây, tức là những service này mình gói lại với nhau thành một cái project mình gọi là data post. Thì mỗi cái service này sẽ là một con boss. Thì cái project này mình sẽ tập trung vào để làm gì, thì nó sẽ gồm có là tập trung vào để mà mình làm cái development environment, hoặc là mình muốn testing những cái concept, mình muốn testing những cái service này. Và tương lai xa hơn thì mình có thể phục vụ cho những cái small business, tức là những cái nền tảng, những cái agency, những cái công ty nhỏ, để mà mình triển khai được những cái data pipeline, mình có những cái dashboard mà không phải tốn quá nhiều chi phí, tại vì hầu hết những cái service như trên này là open source. Và cũng thêm một số các yếu tố về open source, như là mình có thể tối đa được những cái thời gian để mà mình liên hệ, mình tạo account, hoặc là mình setup môi trường, hoặc là tạo những cái confirmation, hay là ingest data nhiều loại khác nhau, thì mình phải viết những cái custom code. Thì sử dụng những open source, những cái thứ đã có sẵn, và mình tự manage được những cái quan trọng như là credential ở trên máy chủ của mình, thì nó sẽ tối ưu hơn về mặt thời gian cũng như là công sức cũng như là chi phí. Và tận dụng các project về KMS là Kubernetes thì nó sẽ hỗ trợ được cho chúng mình về việc là scale và resiliency. Thì khi mà tìm hiểu về KMS thì mình sẽ có khái niệm những cái tính năng rất là nổi trội như là isolation, scalability và resiliency của KMS cũng như là microservices, thì nó sẽ có hỗ trợ những cái tính năng đó. Thì quay trở lại với cái hình này. Đó là những cái tính năng mà cái project này sẽ giải quyết được. Và để cái điều kiện yêu cầu ban đầu để mà mình xây dựng được cái dự án này, cái project này, thì mình phải có kiến thức nền tảng về containerization, containers. Nếu mà các bạn có thể tìm hiểu thì có thể trên cái ebook của mình. Có kiến thức nền về microservices, cách mà các service được thiết kế, được tạo như thế nào. Có kiến thức về Docker và containers,
và có kiến thức nền tảng về những kiến thức về platform, về infra như thế nào và kiến thức Kubernetes. Thì ở đây mình sử dụng năm cái service là Match, một cái tool để ETL, Grafana, một cái tool để làm metrics scorecard và chủ yếu là visualize. ClickHouse thì là một cái OLAP, một cái QW OLAP Data Warehouse, một cái database Postgre lightweight, support rất là nhiều engines. Mình sử dụng Postgre SQL. Và tại vì sao mình sử dụng Postgre? Vì cái tính phổ biến của nó. Tại vì là khi mà mình muốn chuyển dữ liệu của mình đi tới những cái chỗ khác thì mình còn phải có một cái Postgre database engine để mà mình có thể move dữ liệu backup. Thì đây là những cái tính năng của những cái service mà mình chọn. Mình có hai options nếu mà các bạn run cái trên standalone chạy Minikube thì có thể xem hướng dẫn cách để mà mình chạy một cái Minikube ở đây. Nếu mà các bạn sử dụng MacBook thì các bạn có thể sử dụng OSTack, mỗi tool rất là lightweight và tối ưu cho macOS. Thì vẫn như các project Kubernetes bình thường, việc install thì mình sẽ cũng sẽ tạo những cái resources ở đây, mình tạo với những con boss. Thì sau khi có boss rồi thì mình sẽ tạo những cái service. Rồi khi mà mình tạo cái mesh này thì trong cái mesh này nếu mà bạn follow ở trên guideline của mesh thì mình sẽ cần phải install những cái dependency của mesh này. Thì giả sử ở đây là mình có ingest data từ S3 đổ vào trong Postgre và hoặc là ClickHouse thì mình sẽ cần install những cái library, những cái dependency. Rồi khi mà đã xây dựng hết những con boss, những cái service này rồi ở trong hệ thống, ở trong cluster thì việc mình làm là mình còn phải forward những cái port trong cluster đó ra những cái port ở phía ngoài của localhost. Thì mình sử dụng ở đây là port forwarding. Sẽ có nhiều cách khác, ví dụ tạo service, tạo egress. Thì hiện đây ở đây mình cũng có tạo những cái egress để mà có thể access được vào trong cái cluster này thông qua những port này. Rồi thì khi mà vào trong con data warehouse rồi thì mình muốn tương tác như thế nào thì mình sử dụng command line giống như Docker Compose hay là Docker Container thôi. Thì khi mà vào rồi thì mình sẽ có tạo những cái initial DB và mình verify lại những cái count mình sử dụng dataset rất là cơ bản. Tiếp theo đó là mình sẽ khi mà mình đã test vọc hết những cái tính năng đó rồi thì mình sẽ teardown. Teardown có nghĩa là mình sẽ xóa hết những cái tài nguyên đã đang sử dụng. Thì mình có boss này, có deployment này, và mình có services này. Thì mình sẽ xóa hết tổng mọi như này bằng cái command line và xóa theo cái namespace của mình, tức là Analytics Projects. Thì tài liệu tham khảo các bạn có thể tham khảo trên cái handbook này của mình, cũng như là nếu các bạn muốn có code thì có thể liên hệ với mình để mà mình share những cái code này ra. Thì chủ yếu vẫn là những cái trên những cái web có sẵn và mình tạo một cái egress để mà có thể export được cái application này ra. Thì ở đây mình có host luôn cái domain là databoss.io vào cái subdomain phía trước là cái tính năng. Ví dụ tính năng visualize mình sẽ sử dụng service là Grafana ở port 80. Mình sử dụng ETL thì cái service của mình là Mesh và vẫn ở port 80. Mình có đồ subdomain và domain ở đây. Cái egress controller thì mình sử dụng là Nginx, có sử dụng cái certificate để mà mình initial cái domain này. Thì cái thành quả là gì? Thành quả là mình đã access được vào trong cái domain này của mình. Đây là cái tool Grafana, một cái tool được sử dụng cho data visualization, monitoring, scorecard, metrics monitoring, dashboard enablement, data enablement. Một cái tool bên này là tool mesh để mà mình process ETL, một cái SAS để mà mình connect và process được data. Rồi nếu muốn connect vào database thì mình chọn cái port của cluster vào trong này thôi. Đây là command line để mình get những cái post IP. Thì đây là cái IP trên con cluster. Thì hy vọng là
các bạn những thời gian rảnh rỗi có thể trau dồi thêm kiến thức và cố gắng chủ động học tập. Tại vì với mình thì kiến thức nó mới là cái mà mình cần phải trang bị, và nó là cái mà đi dài với mình. Nếu các bạn có thời gian rảnh tận dụng thì có thể tự học những kiến thức mới và trau dồi cho mình thêm những cái kiến thức cần thiết, cũng như là những kiến thức mà mình yêu thích. Thì không nhiều những cái mà mình có thể học, mình có thể học những cái rất là nhiều, nghe rất là nhiều, nhưng mà những cái mình thật sự cần học thì không nhiều. Thì hy vọng là sẽ truyền cảm hứng được cho các bạn, và các bạn có thể share những cái project mà mình làm. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy thích video có thể nhấn like và subscribe cho channel của mình. Và các bạn có thể truy cập vào trang web của mình để lấy được những cái thông tin cũng những tài liệu mà mình chia sẻ miễn phí ở trên trang web của mình. Cảm ơn các bạn.